Dạ, xin chào anh chị nhà đầu tư. Cổ phiếu CGR có GVR có gì mà liên tục tăng trong giai đoạn vừa qua? Thứ nhất em sẽ show luôn màn hình cho anh chị về những cái cập nhật và những cái khuyến nghị phân tích của báo cáo về cổ phiếu GVR nha. Thứ nhất là ngày 30 tháng 1 này, đây nha, em show cho anh chị, đây là ngày 30 tháng 1 này, đây là gửi về điểm mua của cổ phiếu GVR, và luồng điểm ở đây là ngắn hạn kỳ vọng thanh toán dự án lợi nhuận. Dự hạch toán lợi nhuận từ Nam Tân Uyên 3, khu công nghiệp nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bình Dương, vừa được giao đất vào cuối tháng năm 2023 đã tạo dư địa tăng trưởng trong ngắn hạn và trung hạn cho GVR cho năm 2024 so với kế hoạch lợi nhuận vừa được điều chỉnh trong những ngày cuối năm. GVR đã hoàn thành và vượt 1% mục tiêu cả năm với mức lãi trước thuế hơn 4.000 tỷ đồng. Kết quả này có được trong bối cảnh giá mủ cao su nguyên liệu trong nước biến động theo xu hướng của thị trường thế giới. Thứ ba đó là GVR có tiềm năng lớn về phát triển khu công nghiệp trong dài hạn như chiến lược chuyển đổi đất trồng cao su sang đất khu công nghiệp, với các lợi thế trong việc giải phóng mặt bằng. GVR cũng đang tập trung hoàn thiện thủ tục cho các dự án Tân Lập 1, Nam Đông Phú, Bắc Đông Phú sẽ được phê duyệt trong giai đoạn 2024 và 2026. Đây nhà anh chị, cập nhật của GVR qua các giai đoạn kể từ ngày khuyến nghị. Đây, GVR là nhà đầu tư khu công nghiệp Hiệp Thành giai đoạn 1 năm 2000 với 2.400 tỷ ngàn tỷ, 2,4 ngàn tỷ. Đây là ngày 4 tháng 3, tiếp tục là cập nhật về ngày hôm nay, đó chính là đáng chú ý là GVR đang có kế hoạch thoái vốn 8 công ty con, đó là 8 công ty con mà GVR dự định thoái vốn, đó là đầu tư Sài Gòn VRG, thứ hai đó là phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam, thứ ba đó là du lịch quốc tế Vũng Tàu, thứ bốn đó là EVN quốc tế, thứ năm đó là tổng công ty xây dựng Thủy Lợi 4, thứ sáu đó là Điện Việt Lào, và thứ bảy đó là BOT quốc lộ 13 An Lộc Hoa Lư. Rồi, sau đây em sẽ show cho hai cái bài phân tích, tại vì em sẽ không phân tích định phân tích và cơ bản và định giá doanh nghiệp vì nó rất dài dòng, nhưng em chỉ sẽ phân tích câu chuyện doanh nghiệp, còn cả việc định giá và việc quyết định đầu tư thì anh chị có thể tham khảo. Muốn được cập nhật sớm thì anh chị có thể liên hệ khi chừng nào mà cổ phiếu nào có câu chuyện nó hấp dẫn thì em sẽ khuyến nghị cho anh chị nhà đầu tư. Đây, GVR là nhà đây là bài báo ngày 1 tháng 3 năm 2024. GVR là nhà đầu tư khu công nghiệp Hiệp Thành giai đoạn 1 gần 2,4 ngàn tỷ. Phó thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái ký quyết định 214 gì đó ngày 1 tháng 3 năm 2024, quyết định chấp thuận về chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hiệp Thành giai đoạn 1 tỉnh Tây Ninh, nhà đầu tư dự án tập đoàn khu công nghiệp cao su Việt Nam GVR. Quy mô sử dụng đất của dự án là 4.495,2 ha, không bao gồm phần diện tích đường xóm bồ bao đồn canh thủy lợi N8, đường quy hoạch cao tốc Gò Dầu Sa Mạc và đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Tây Ninh đi qua dự án. Đấy nha chị, đây là cái quy mô của cái dự án ở Tây Ninh này mà đền chủ đầu tư đó chính là GVR đó. Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, công ty cổ phần nhà đầu tư cam kết không khiếu kiện và tuân thủ quy định của pháp luật trong trường hợp đất trồng cây cao su hiện do công ty cổ phần cao su Tây Ninh quản lý sử dụng được cơ quan có thẩm quyền xác định thuộc diện tài sản và phải xử lý theo quy định của pháp luật về tài sản khác với các nội dung quyết định này. Kết quả ra soát hoàn thiện thủ tục về đất đai làm thay đổi nội quy của quyết định này. Còn hôm nay có một cái bài báo mới nhất, đó chính là cao su Việt Nam GVR lên kế hoạch lại 3.400 tỷ đồng trong năm 2024, dự kiến thoái vốn tại 8 đơn vị thành viên. Đó. Về kế hoạch tái cơ cấu đến hết năm 2025, cao su Việt Nam dự kiến chuyển nhượng vốn đối với một đơn vị do tập đoàn cổ phần chi phối và 7 đơn vị khác và tập đoàn không nắm cổ phần chi phối.
Đó, đấy là một cái câu chuyện cũng khá tiềm năng nha anh chị. Đó. Anh chị nào mà cần quan tâm và muốn nhận định sớm thì có thể liên hệ trực tiếp.